Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 và cũng là ngày của mẹ, được xem là ngày lễ phổ biến tại hơn 46 quốc gia khác nhau trên thế giới. Và đây là cơ hội cho mọi người cùng hướng về và cùng thể hiện lòng biết ơn với những công lao của mẹ, người đã sinh thành ra chúng ta. Và lúc nhỏ ta có thể dễ dàng nói câu con yêu cha, con yêu mẹ, nhưng mà càng lớn thì những lời yêu thương sẽ càng khó nói hơn vì sự ngại ngùng. Dù có trưởng thành, trở thành giám đốc hay là trưởng phòng thì trong mắt cha mẹ, ta cũng chỉ là những đứa trẻ. Và hôm nay là ngày của mẹ, xin hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho những người mẹ của chúng ta. Vất vả từ thuở còn son, nay ngày của mẹ mà con chưa về, con ghi ơn mẹ ngàn lần, con tạc nghĩa mẹ muôn phần kính yêu. Có rất nhiều cách để thể hiện sự hiếu kính, tình yêu thương đối với đấng sinh thành. Ngoài thể hiện bằng hành động, đôi khi một câu nói con yêu bố mẹ cũng đủ khiến bố mẹ vui lòng. Cách tốt nhất để bố mẹ không thấy cô đơn chính là bầu bạn, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và nói yêu thương bố mẹ mỗi ngày. Tích cực nói lời yêu thương với đấng sinh thành, thể hiện tình yêu với bố mẹ ngay từ hôm nay để họ không cảm thấy cô đơn dù con cái có ở xa hay gần. Thưa quý vị, thực tế truyền thống văn hóa Việt Nam vốn không thiếu dịp cho những người con bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn tới người mẹ của mình như ngày lễ Vu Lan hay dịp 20 tháng 10. Tuy nhiên thì việc có thêm ngày của mẹ, ngày lễ vốn có nguồn gốc từ phương Tây lại là cơ hội để các bạn trẻ có thêm một dịp đầy ý nghĩa để có thể bày tỏ lòng yêu thương của mình. Những năm gần đây, ngày của mẹ càng trở nên quen thuộc và là chủ đề bàn luận rất nổi bật với người dân Việt Nam, và chúng ta có thêm một dịp để có thể cùng nhau lan tỏa yêu thương. Trong hoàn cảnh bận rộn tất bật của xã hội ngày nay, những ngày lễ như thế này thì là cơ hội để con cái có dịp được tri ân mẹ qua nhiều hình thức khác nhau. Nhưng có lẽ thứ khiến một người mẹ cảm động nhất chính là những lời yêu thương chân thành từ người con. Và ngay bây giờ, nếu ai còn chưa gọi cho mẹ mình nói với mẹ thì hãy gửi tới những lời chúc nhân ngày của mẹ để có thể khiến mẹ hạnh phúc trong ngày đặc biệt này.